Hello, xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay thì chia sẻ với cả nhà một chút thôi, vì có một số bạn đã hỏi mình, thì mình sẽ trả lời. Đó là cái này. Mình thì thật sự mình rất là ít ăn. Thèm cái gì ăn cái đó thôi, chứ không phải là một ngày hai bữa cơm hoặc là ba bữa cơm giống như các bạn. Không có, mình không ăn như vậy. Trong một ngày mình không ăn gì hết, chỉ có ăn trái cây, ăn rau và uống một cái chai này, collagen. Nhưng mà từ bao nhiêu năm nay, có thể gọi là 10 năm, 10 năm liên tiếp, mình thì ăn yến và uống collagen của Shiseido của Nhật. Yến thì ăn ít thôi, yến ăn được có chừng vài tháng rồi thôi, không ăn nữa. Tại vì mình thấy chắc cũng có thể là nó không phù hợp với cơ thể của mình. Với lại mỗi lần chân mệt quá cho nên là mình uống Shiseido. Thì cái chai đó mua khoảng là 10 đồng một chai, mua tại Mỹ. Ngày xưa là mình bán về cái đó, cho nên sẵn đó mình uống luôn. Thì mình thấy rất tuyệt vời. Nhưng mà mới đây thì đây là mình sẽ chuyển qua một cái hãng mới, vì có người người ta mới giới thiệu cho mình, người ta nói chung là nhờ mình quảng cáo giùm, tại vì người ta thấy mình thường uống đó. Thì cái này là Red Ginger, cũng là của Nhật. Thứ nhất là cái chai nó bự quá nhưng mà mình không biết là cái nước ở trong đây nó như thế nào. Nhưng mà cái chai này nó bán lẻ ra nha các bạn, bán lẻ thôi, mình không nói là bán nguyên hộp á, chỉ có 3 đồng 99 à. Thì một cái chai mình uống, mình mua tới 9 đồng mấy, coi như 10 đồng, là giá bán lẻ ra là 10 đồng. Mà chai này thì chỉ có 3 đồng 99 thôi, thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà cái chai của mình uống á, là nó như là một loại nước trái cây. Nó không có ngọt, nó có vẻ như là thanh tao lắm, mình không biết diễn tả. Các bạn chỉ cầm như vậy thôi, bỏ vào tủ lạnh rồi khui nó ra rồi cầm uống thôi. Nếu mà ai cảm thấy mới đầu hơi sợ thì họ đổ vô chung với nước đá họ uống, nhưng mà không đâu các bạn, nó có cái vị ngọt ngọt, hơi hơi chua chua, hơi thôi nha. Nói chung là mình nói là nước trái cây là các bạn hiểu rồi, ok, chứ nó không phải là một cái chất collagen mà giống như là nó ngọt, thật là ngọt, hay nó có một cái vị gì sẽ làm cho các bạn rất khó uống. Nhưng mà cái loại đó mình uống thì mình mê lắm, mình thích lắm. Các bạn uống cái đó xong mới là các bạn không có cần phải ăn, nó có đủ chất dinh dưỡng, thèm cái gì ăn cái đó thôi. Thì mình uống cái đó đã được hơn 10 năm. Tiệm mình mở ra hơn 10 năm, nó 10 năm mấy ngày gì thôi à, coi như gọi là 10 năm đi, thì mình đã uống nó, mình mê lắm, thích lắm. Khi bạn uống xong rồi, người bạn khỏe mạnh vô cùng. Các bạn thử nghĩ đi, mình nhỏ bé như vậy nè ha, mà mình khiêng nguyên một cánh cửa nha, nguyên một cánh cửa phòng. Khi mà mình đổi cái cánh cửa phòng ngủ á, cầu thang cao, một mình khiêng nguyên một cánh cửa phòng mang xuống dưới nhà bỏ, và khiêng nguyên một cánh cửa ở dưới đất mang lên lầu để ráp vô. Chỉ là một mình thôi, độc thân nó là vậy. Thay vì mình mướn người ta làm, nhưng mà thôi, mình cảm thấy mình làm được, chỉ có mang lên và xỏ nó vô thôi. Với lại mình cảm thấy là mình cầm nổi cái cánh cửa đó. Nhưng mà các bạn biết không, đi xuống thì có thể dễ. Với lại khi đi xuống thì cái cánh cửa nó cũ rồi, bạn kéo nó từ từ nó cũng không sao. Còn đi lên nó rất là khó. Là tại sao khó? Là tại vì mình nhỏ con quá, mình đứng chỉ bằng có nửa cái, vậy mà không biết là sức khỏe ở đâu mà mang lên được, ráp được, đỡ tốn 45 đồng. Mình ngâm 4 ngày, mình không có uống collagen. Thì ngày hôm nay mình nhận được cái này. Lý do mình ngưng là tại vì cái này người ta báo cho mình biết nó sẽ về. Thì khi các bạn mà muốn ngừng một cái thứ nào các bạn uống, các bạn phải ngưng trong thời gian vài ngày, 2 ngày, 3 ngày, các bạn hẳn thay đổi qua cái khác, dù là thuốc viên hay là collagen hoặc là bất kỳ loại thuốc gì.
Cái đó là theo một vị bác sĩ của mình nói với mình. Chứ đừng có ngày hôm qua đang uống cái loại của các bạn, rồi ngày hôm nay thấy nó về mới uống thử, thích quá coi như thế nào. Không nên nha các bạn. Các bạn cứ phải trừ đi chừng vài ngày. Giống như cái collagen đó mình uống thì khoảng 6 tháng là mình ngưng lại 2 tuần. Cứ 6 tháng là mình ngưng 2 tuần không uống. Thì bây giờ mình mới lấy trong tủ lạnh ra. Mà để nãy giờ thì cũng hơi hơi bớt lạnh rồi. Thì bây giờ mình muốn khui ra uống thử cho các bạn xem coi coi nó như thế nào. Không biết nó có phù hợp với mình hay không, hay là nó sẽ bị dị ứng, hay là nó bị như thế nào. Nhưng mà không sao, cứ uống thử đi nha. Đây, mình ngưng được 4 ngày cái kia rồi. Mình nói thật với các bạn nha, mình chích thì ok nha các bạn. Nhưng mà mình uống thuốc hoặc là bất kỳ cái gì mình sợ lắm. Nhưng mà đúng là Chúa thương, mình không có bị bệnh. Cái nắp của nó như vậy, nó còn cái guarantee của nó ha. Mình ngu ghê, mình cầm mém chút đứt tay. Khui ra là phải uống hết ha. Red ginger. Bây giờ uống thử nha. Sợ. Cái kia mình uống quen rồi, cái này sợ lắm. Nhưng mà uống thử cho các bạn xem nha. Nếu mà mình cảm thấy ok thì các bạn hãy mua, mua để uống. Thì cái này thì mình nghĩ chắc nó rẻ tiền gấp 3 lần cái chai kia. Thử nha. 1, 2, 3. Đối với các bạn thì mình không biết. Nhưng mà đối với mình thì khó uống quá. Vì khi uống vào đó, nó không có một cái vị trái cây giống như cái chai trước của mình uống. Mà nó nồng nặc mùi ginger đó. Mùi sâm. Mùi sâm này nè. Mà mình thì lại tối kỵ cái mùi sâm. Mình sợ sâm lắm. Kẹo sâm mình cũng không ăn. Nhưng mà cái này nó là sâm. Sâm đỏ. Các bạn nào thích về sâm thì mình nghĩ có thể uống được. Nó cũng lỏng lắm, nó lỏng như là nước bình thường. Nhưng mà cái mùi sâm của nó nồng nặc quá. Cái mùi sâm này nó giống như nó có rất là giống mà nó nặng vô cùng của cái mùi cam thảo. Mình không có ăn về sâm, không uống về sâm, không ăn kẹo sâm, mình không biết được nhiều. Nhưng mà mình biết cái này là sâm nè, sâm đỏ. Nhưng mà nó đối với mình thì khó uống quá. Khó hơn cái kia của mình nhiều lắm. Cái kia đó thì nó giống như là trái cây. Hơi có ngọt ngọt, hơi có chua chua. Uống vô là nó mát cái cuốn họng như vậy nè. Thích lắm. Còn cái này là uống vô nó toàn là mùi sâm, nồng nặc mùi sâm. Nhưng mà thôi mình cũng ráng uống, uống thử coi coi một đêm hôm nay nó sẽ như thế nào. Và để coi coi cái nó cho mình bao nhiêu tiếng để được khỏe mạnh làm việc ha. Mình làm việc ban đêm cho nên giờ này bên mình là 3 giờ, 3 giờ lại 4 phút. Mình uống ha, ráng thử một chai. Uống một chai thì cũng không có kết quả gì đâu. Nhưng mà theo như mình nghĩ, cái chai này nó giống như là energy, nó nạp điện vô cho mình để cho mình khỏe mạnh, mình làm việc trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Mình nghĩ vậy. Giờ không có mắt kiến, không có đọc được mấy cái chữ ở dưới nhiều. Nhưng mà theo như cái người bán hàng người ta giao cho mình thì người ta nói là như vậy. Thì giống như đây là một cái chai nước, nó tiếp cho mình cái sức mạnh, cái power để mình làm việc trong bao nhiêu tiếng đồng hồ. Không biết là nó có được cái để làm cho mình tăng sức đề kháng, đẹp, dưỡng da, nuôi da và khỏe mạnh từ ở trong ra giống như cái Shiseido kia mình uống hay không. Nhưng mà mình nghĩ chắc không quá. Cái kia là nó nuôi dưỡng thân thể của mình, con người của mình. Và nó cho mình sức khỏe để làm việc. Còn cái này thì chắc nó chỉ tiếp sức cho mình khi nào mà mình cảm thấy quá mệt mỏi, mình đuối quá
thì thay vì mình uống ly cà phê thì mình uống nó để cho nó có power trở lại cho mình làm việc. Đó là suy nghĩ của mình. Chai này, thứ nhất là nó rẻ 3 lần tiền. Thứ hai nữa là mình nghĩ là nó chỉ cho mình cái, nó nạp thêm điện đó, để cho mình khỏe mạnh mình làm việc thôi. Cho nên là để coi thử ha. Nè, sợ quá, phải cầm thêm ly nước đá ra để uống kèm coi như thế nào. Không nổi các bạn. Thật sự là uống không nổi. Cái mùi sâm nó đậm quá. Thí dụ ai mà biết uống sâm thì mình nghĩ là ok. Ai thích về sâm á. Thứ nhất là cái chai này nó quá bự. Cái chai kia chắc nó bằng thí dụ như chai này 3 phần thì chai kia 2 phần, 2 phần 3. Chai kia nó nhỏ hơn cái này một chút. Trời, nãy giờ uống mấy hớp rồi mà mới được có tới đây. Chắc uống không nổi rồi. Ngày uống chai như vậy nè, uống sao nổi. Cái kia uống ực cái hết liền. Được tới đây rồi. Nhưng mà ráng ha. Ráng. Rồi ngày mai cho các bạn biết kết quả. Coi coi nó như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là như vậy đó. Mình nghĩ là nó chỉ cho mình cái power để mình làm việc tốt trong một ngày, khỏe mạnh. Còn nó nuôi dưỡng thân thể mình để cho đẹp thì mình nghĩ chắc không được như cái chai kia đâu. Uống mà phải nín thở để uống, cho nên nó không có cảm giác gì là ngon hết. Còn cái chai kia thì nó như cái nước trái cây, uống tới đâu nó mát rồi tới đó. Nhưng mà cũng sẽ ráng uống hết, ráng. Các bạn chắc tức cười mình lắm đúng không? Thôi thì mình xin tạm dừng video ở đây. Thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em một ngày mới an lành. Ngày mai mình sẽ cho các bạn biết kết quả xem nó như thế nào nha. Bye bye, xin hẹn gặp lại mọi người. Bye bye, love you all.